quý vị và các bạn thân mến, thì ngày hôm trước mình đã uống xong cái lá be dành bên mặn trái đây, như bên đây bạn thấy nè. Sau khi uống xong, giờ mấy anh em mình đang tháo ra đó, tháo xiên, tháo xích đồ ra để chuẩn bị uống cái miếng bên mặn phải. Còn bé bên đây thì mấy chú mình đang tháo nẹp để mà tháo những cái miếng lá be cũ ra, nên là thay thế với lá be mới vô. Nãy giờ anh mình đang chẩu ra đó. Còn đầu trước thì trên mũi chú Chính với anh Phong mình đang dọn mấy cong này, làm mấy cong, sửa cong cứng lại đó hay gì đây. Cái gì mà xả cũng trả ra nữa ha. Mình xả xiên bả lan ra là nó trả lại bớt. Đó, hết trả rồi. Quá trời. Khi sau khi uống xong thì anh mình tháo ra. Tháo ra nguyên cái miếng be dành này, không thấy. Chiều dài 17 mét. Cái độ dày nó 8 phân. Còn cái chiều bề bản bề ngang là 8 tấc. Hết nói luôn. Cái phần này là cái be dành. Be dành của chiếc ghe tải Cần Đức Long An của mình, anh em mình đang sửa này ha. Đó, cái này là vô phần mũi bên mạng trái. Anh mình đã uống xong rồi đó. Mới có một bên mạng trái à. Chuẩn bị uống thêm miếng mạng phải nữa. Mạng phải là cái miếng anh mình đang ngồi lên đó. Miếng dài đó. Dài 17 mét. Rồi, tháo ra. Sạch chổi. Nhưng bây giờ là anh mình mở gỡ mấy cái nẹp ra đó. Nẹp bự bự vô. Ôi ôi nó đinh. Phía bên ghe thì chú mình tháo cái miếng be dành này ra nè ha. Đó, đừng gắn cái miếng be dành đang uống vô đó. Một giây rồi là chuẩn bị lắc chẩu ra. Anh đang tháo lon ở trong á. Bên đây một miếng. Bên đây là bên mặn trái nè. Bên mặn phải bên kia chú mình đang thối rồi đó. Dạ. Bên đó chú tháo đang thối bù lon luôn. Cái lá be đó là mấy anh chú bố mình đã tháo rồi đó. Thối bù lon ra rồi, giờ là còn cẩu ra nữa thôi. Ra luôn rồi đó. Rồi, cũng ra luôn rồi. Thở ra. Đó. Uống rồi đó. Này nó hở nhiều luôn ha. Rồi, rớt ra. Còn mấy bên đây thì mấy anh mình kéo cái miếng lá be dành ra sau khi uống xong, cài luôn.
cái này gác lên làm mấy cái than giả này, than giả chỏi ngang được mà anh, mình kéo cái phần này cái lớp da dành vô. Cái này hồi xưa lên tay luôn, đâu có xe chẩu gì hả chú Chính? Lập thế kéo từ từ thôi ha. Có gì đâu, nếu mà chưa vậy thì đặt cái đầu tới. Dạ. Thằng tới thì ve lại. Lấy ba lan cọc cẩu kéo lên. Chứ nói chung các bạn hồi xưa người ta làm tay á. Dạ. Người ta đã sắp sẵn đó rồi. Chẳng hạn như vô mé bên đây á, người ta để thằng tay. Dạ. Kia cũng hai bên. Dạ, cũng hai bên. Đó, rồi cây với bãi ta kéo. Cây bãi kéo lên. Ừ, là ta sắp sẵn cái nào vô bên trong rồi ta để từ bên từ bên. Dạ. Để miếng cây dành qua mà bạn thấy bít luôn bên luôn, thấy không? Nó thấy đậu khủng chỗ nào bên kia thì mình không thấy gì, nó gì bự. Còn đây để vô đây cái trời ơi khủng khiếp. Tiếp tục qua cái miếng này làm than giả nữa này bạn ha. Thôi cái này có chú Chính mình qua phụ mấy anh em mình nữa này. Nhà mình chỏi xéo hả chú Chính? Thì xéo chỉ ít, xéo qua xéo lại. Kèn cứng mình mới vô nổi cái lá be dành đó chứ không mấy là. Không phải là vô nổi. Kéo là sụm mấy cái cong hết. Đưa vô. Khóc luôn. Được.
kéo đi ông cu. Bỏ luôn mà bên đây chỏi chỏi. Nói vậy đó. Bên đây chỏi mà chỗ bên nó chỏi ngợp lắm. Rồi. Đó cây gì đóng đinh được. Sáu cân. Ngon lắm rồi. Rồi. Rồi bắt đây đi không? Rồi khoan ra chính giữa cây này kẹp lên thiết lại. Già cốt này cho dữ dội, chổi xéo chổi ngang nhưng mà kéo cái miếng bay dành vô lập thế, chứ chính lập thế quá trời đó. Cái này mấy công cụ mà sao nó ngã ra ngọ chứ đâu ha. Tại mình phải đứng lên, nếu mình ngã ra theo nó thì nó bè dữ lắm. Dạ. Hả? Có. Thì là mấy cái công mới mình là cho nó cúp vô. Rút đầu vô miếng. Mấy công cụ phải đục vô theo. Để nó bị bè ở trên. Bè quá. Sợ từ đây sợ từ sau lái lên tới trên mũi luôn. Có anh dược đừng có sợ gì hết. Quá là khích luôn. Dằn này cái xèo. Giờ phải tháo tấm cái dằn đây ra luôn. Bằng trái tháo rồi, giờ đang tháo tới bằng phải này. Dằn làm cái xèo luôn hả? À, làm như tên lửa á. Trong túi thối ra nè. Thank you.
quá ghê. Rồi, mà đánh không? Thôi.
cây này được, lấy cái công chọn ở đây được không? Có nhận nước không anh? Đục này sẵn đợi ngày mai uống cái kia xong mới đưa qua bắt vô hả anh Tuấn? Luôn. Kéo vô sát, bọn nó giờ chúng mình khoan bù lon bắt. Mình tăng đi, không có gió gì đâu. Là gì luôn. Bạn mình nói bị chết luôn. Cắt rồi chung. À chú cắt làm thôi. Thank you.
chú ơi, tới rồi chú ơi. Cái đôi ga dành vô rồi bạn thấy không? Vô được bên mạng trái rồi đó. Vô được cái đầu kéo vô sát rồi, giờ rút ra về phía sau lái. Còn đây nè, đây là cái miếng ga dành bên mạng phải nè. Đây mình chuẩn bị uống đó. Giờ này chiều rồi. Không ai mới uống được mà. Sạn củi đồ sẵn sàng đó rồi ha. Đó là lập thế quả lan rồi kéo rồi nè. Đây là cuối ngày rồi. Sạn nghỉ. Ngày mai sáng sớm là chú mình sẽ lên lửa. Hơi nóng rồi kéo luôn. Này kéo hơi cong rồi.